Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự trưa thứ hai KTV Đạo Pháp. Trong cả đêm giao thừa, người ta cũng tiến hành thi hành các cái quyết định khởi tố bắt giam hàng loạt các cái cán bộ cao cấp ở cấp bộ. Tuy nhiên, những cái nhân vật được cho là phải chịu trách nhiệm chính đó là các bộ trưởng, thậm chí là những cái nhân vật được cho là cao cấp hơn vẫn chưa bị sờ tới. Và một cái điểm đặc biệt đó là người ta thấy tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn ú ớ và không dứt khoát. Sau một cái thời gian, ông Nguyễn Phú Trọng được cho là lặn mất tầm đã nổi lên, vẫn những cái lời lẽ được cho là lạc quan, tin tưởng. Về cái sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là lý do vì sao dư luận xã hội cũng như giới phân tích cảm thấy ngạc nhiên. Ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện với những động thái vừa kể phải chăng cho nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta đã bắt đầu đạt được những cái thỏa thuận ban đầu, đó là chỉ xử lý những cái con cá tép rừng chỉ ở cấp bộ chứ còn kể cả các bộ trưởng. Rõ ràng có những cái bằng chứng cho thấy họ chắc chắn phải có cái phần liên quan, đó là bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường trước đây, đó là ông Chu Ngọc Anh, hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, và Bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thành Long, một người thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước khi về làm Bộ trưởng Bộ Y tế thì ông Nguyễn Thành Long từng là Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Và thưa quý vị, ở đây cũng phải nói luôn, có những vấn đề người ta thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng tới 9 Phó Ban Tuyên giáo Trung ương và sau đó được bổ sung vào các cái vị trí được cho là trọng trách. Và kết quả cho thấy những người này thường có những biểu hiện vi phạm ngay sau đó. Và thưa quý vị, đó là lý do dư luận xã hội cũng như giới phân tích cho rằng nếu thực sự Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý một cách nghiêm khắc đối với vụ việc liên quan tới công ty Việt Á, bởi vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mệnh của người dân Việt Nam, thì ít nhất ở vụ án vừa kể sẽ phải có tới 3 bản án tử hình, 1 bản án chung thân. Trong khi đó, những cái giám đốc CDC ở các địa phương thì chỉ cần nhận một cái bản án khoảng 20 năm tù và tịch thu toàn bộ các tài sản sung vào công quỹ, thế nó mới thỏa đáng và nó phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hiện nay. Và nếu làm được những cái điều vừa kể thì Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ hội lấy lại các lòng tin đối với quần chúng nhân dân đang bức xúc trước những cái vụ việc lừa đảo một cách có hệ thống, mà đến bây giờ người ta mới giật mình có sự tham gia của không ít các nhân vật lãnh đạo, kể cả các ủy viên trung ương. Thưa quý vị, một cái vấn đề mà người ta cho rằng Bộ Công an có những cái biện pháp và cái hành động quyết liệt hơn, đó là Bộ Công an vào đêm giao thừa 31 tháng Giêng năm 2021 đã ra quyết định khởi tố bổ sung cái tội danh nhận hối lộ và đưa hối lộ đối với các nhân vật liên quan trong vụ án vừa kể. Và thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an, ngoài hành vi đã khởi tố, kết quả với những cái công tác điều tra trong những ngày vừa qua, theo đó C03 đã xác định bị can Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, Vũ Đình Hiệp, phó giám đốc công ty Việt Á, Phạm Huy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương, còn có cái hành vi được cho là đưa và nhận hối lộ với số tiền 27 tỷ đồng. Tức là giảm 3 tỷ đồng so với cáo buộc ban đầu. Một cái điểm đáng chú ý đó là tội danh bây giờ không chỉ là nâng khống giá, mà các cái đối tượng liên quan đã bị khởi tố vì cái tội danh đưa và nhận hối lộ với một giá trị tài sản rất lớn. Và thưa quý vị, đó là một cái thành tích vượt bậc làm hài lòng dư luận xã hội và quần chúng nhân dân. Bởi vì rõ ràng cái vụ việc liên quan tới công ty Việt Á nó không phải là cái việc thổi giá như ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin, mà thực chất đây là một cái vụ lừa đảo có hệ thống để trục lợi với cái khoản tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Và thưa quý vị, trước đó vụ việc liên quan tới công ty Việt Á đã được Ban chỉ đạo Trung ương về cái vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào cái diện đặc biệt để trực tiếp theo dõi và xử lý. Một cái điều đáng chú ý trong thông cáo của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng còn nêu một cái vấn đề rõ ràng, đó là với một cái tinh thần dứt khoát không để ai có thể can thiệp, dù đó là bất cứ tổ chức cũng như cá nhân nào. Và thưa quý vị, những cái quyết tâm cao như vậy, người ta hy vọng Việt Á sẽ trở thành một cái đại hãng
Tuy nhiên, theo chúng tôi, cái vụ việc liên quan tới công ty Việt Á lừa đảo cách hệ thống làm ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mệnh của người dân Việt Nam. Và đặc biệt, vụ việc Việt Á chắc chắn phải liên quan tới một vấn đề mà người ta nâng quan điểm tới mức một cái vấn đề diệt chủng có hệ thống, bởi vì trong số nạn nhân tử vong trong cái giai đoạn từ tháng 7 tới cuối tháng 9 năm 2021, với cái số ca tử vong lên tới hơn 20.000 người, thì người ta nói chắc chắn có những sự góp sức của những cái kit test Việt Á giả, và đó là những hành động trời không dung đất không tha và lòng người nổi giận, bởi vì những cái kẻ kiếm ăn trên thân xác sự đớn đau của đồng bào mình cũng như mất mát của nhân dân trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Và thưa quý vị, người ta nói nếu thực sự xử lý đại án Việt Á thì chỉ khi nào những nhân vật như Phó Thủ tướng ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, rồi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ban thi đua khen thưởng, và kể cả ông Nguyễn Phú Trọng làm cái người phải chịu trách nhiệm. Nó không chỉ về cái vấn đề những cái nhân vật liên quan là đàn em của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nhắm mắt ký huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á, và điều đó nó góp sức trong cái việc để Bộ Y tế tòa rập tạo điều kiện cho các CDC cũng như các cái bệnh viện lớn trên toàn quốc có thể ung dung mua những cái kit test xét nghiệm với một cái giá đắt gấp 10 lần. Thậm chí người ta nói kể cả ông Nguyễn Xuân Phúc trong cương vị Thủ tướng Chính phủ của Đại hội 12 cũng phải chịu trách nhiệm, và tất cả những cái nhân vật chúng tôi vừa kể phải được xử lý nghiêm, còn không chỉ mang ra mấy cái con tép riêu ở cái cấp bộ trưởng vũ phó làm những cái con tốt thí để xoa dịu dư luận thì chắc chắn không thể gọi là xử lý nghiêm được, và không thể nói nó không có vùng cấm. Có một cái vấn đề rõ ràng dư luận xã hội đặt ra là vai trò của Bộ Khoa học Công nghệ rất nặng nề, bởi vì làm gì có cái chuyện một cái đề tài nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước tới 19 tỷ đồng mà chỉ hoàn thành trong cái thời gian chấm vánh có một tháng. Rồi người ta nói người ta đã chuẩn bị từ trước, nhưng từ trước làm gì có đại dịch Covid-19 mà lại nghĩ là một cái đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia về cái vấn đề sản xuất các kit test như vừa kể. Và điều đó chúng tôi nói để khẳng định với quý vị rằng cái đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học Công nghệ kết hợp với Học viện Quân y cũng như công ty Việt Á tham gia, nó chỉ là một cái trò lừa đảo có tính hệ thống ở cấp cao mà thôi. Và thưa quý vị, chắc chắn cái vai trò của Học viện Quân y trong những ngày tới đây, người ta sẽ tiến hành xem xét trách nhiệm của các cái tướng lĩnh quân đội. Trở lại những cái thông tin vào ngày cuối năm 2021, Bộ Công an tức C03 đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 12 nhân vật có những vấn đề liên quan tới cái vụ việc của công ty cổ phần Việt Á. Trong số đó, thưa quý vị, có ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị Bộ Y tế, một cái người đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đây với hình thức kỷ luật tước mọi chức vụ cũng như khai trừ ra khỏi đảng. Ngoài ra, người ta còn tiến hành khởi tố đối với Nguyễn Lâm Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính của Bộ Y tế. Ngoài ra, một cái nhân vật tép riu của Bộ Khoa học Công nghệ đó chính là ông Trịnh Thành Hùng, phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, là người những ngày trước đây đã đưa ra những cái thông báo của Bộ Khoa học Công nghệ về cái vấn đề sai sót. Và thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở các cái đơn vị quản lý nhà nước mà hệ thống CDC người ta cũng đã tiến hành bắt giữ các cái giám đốc CDC ở Nghệ An, Bình Dương vân vân và vân vân. Ngoài ra, mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định các một cán bộ lãnh đạo đã có các cái hành động thông đồng câu kết với Tổng giám đốc Phan Quốc Việt cũng như các cái đối tượng liên quan tới công ty Việt Á, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam, trong cái vụ được cho là thổi giá kit test xét nghiệm Covid-19. Theo C03 cho biết, kết quả điều tra ban đầu đã xác định các bị can đã vi phạm các quy định về luật đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao C03 đã quyết định khởi tố đối với các nhân vật kế toán trưởng, trưởng phó phòng tài chính kế toán, vân vân và vân vân của các sở y tế,
Nghệ An cũng như Bình Dương. Thưa quý vị, sự quyết liệt của C03 Bộ Công an đã khiến cho các giám đốc CDC các địa phương khác mang những cái ngày khởi đầu người ta đưa ra những cái bác bỏ những cái cáo buộc cho rằng họ nhận những cái khoản tiền lại quả ở cái mức độ được cho là 20%. Và thưa quý vị, có một sự kiện trong ngày 2 tháng Giêng năm 2022 thì giám đốc CDC Bình Phước đã xin trả lại quà của công ty Việt Á gửi biếu, truyền thông nhà nước đưa tin, sau khi thực hiện các hợp đồng cung cấp ký test xét nghiệm và máy móc phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo giám đốc CDC Bình Phước cho biết, công ty Việt Á đã chủ động gửi quà cảm ơn cho ông ta. Thưa quý vị, trao đổi với phóng viên vào sáng ngày 2 tháng 1, ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bình Phước, cho biết rằng CDC Bình Phước có thực hiện các hợp đồng mua ký test xét nghiệm cũng như vật tư y tế của công ty Việt Á. Theo đó, hiện nay Bộ Công an đang vào cuộc để làm rõ. Theo Nguyễn Văn Sáu cho biết, việc mua sản phẩm của công ty Việt Á là từ thông tin của Bộ Y tế quy định, và với cái tư cách một người đứng đầu CDC của tỉnh Bình Phước đã thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo của Bộ Y tế. Theo đó, hình thức mua chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giám đốc CDC Nguyễn Văn Sáu khẳng định rằng CDC Bình Phước không ăn chia hoa hồng với công ty Việt Á, nhưng tiết lộ cho biết mãi đến đầu tháng 10 năm 2021, tức là sau một cái thời gian mua khoảng vài tuần, thì công ty Việt Á có đến cơ quan và gửi quà cho Nguyễn Văn Sáu. Theo Nguyễn Văn Sáu cho hay, sự việc này ông đã báo cáo với tổ chức và lãnh đạo cấp cấp. Theo Sáu cho biết, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch thì tôi sẽ chủ động giao nộp lại cho cơ quan chức năng những số tiền và tài sản mà công ty Việt Á gửi biếu cho tôi. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị từ lâu, không thể một cá nhân giám đốc CDC nào có thể ăn cả, mà nó liên quan tới cái việc giám đốc các CDC có thể thực hiện các cái hợp đồng, các cái thương vụ với công ty Việt Á thì phải được sự chuẩn thuận của Sở Tài chính, phải được sự chuẩn thuận của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, thậm chí là Bí thư Tỉnh ủy. Và đó chính là lý do tại sao ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc CDC Bình Phước đã khẳng định những cái điều mà ông nhận quà từ công ty Việt Á, ông đã báo cáo với các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, theo báo Người Lao động cho biết, tỉnh Bình Phước có mua của công ty Việt Á 87.000 cái bộ kit test xét nghiệm với tổng số tiền 40 tỷ đồng. Và thưa quý vị, nếu cứ theo cái tỷ lệ mà người ta áp dụng cho CDC Hải Dương, tức là 20%, thì rõ ràng CDC Bình Phước có nhận một cái khoản tiền được cho là 8 tỷ đồng. Đó là chưa kể tới các cái thông tin trên mạng xã hội cho biết CDC Bình Phước đã mua rất nhiều vật tư y tế với công ty Việt Á theo chỉ đạo của một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Và thưa quý vị, 62 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện những cái hợp đồng đối với công ty Việt Á, thì tới đây nó còn vỡ ra rất nhiều các cái trường hợp khác nhau. Thưa quý vị, liên quan tới Bộ Y tế, như quý vị đã biết, C03 Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Bộ Y tế, với cái tội danh trong thời gian giữ chức Vụ trưởng Vũ trang Thiết bị và Công trình Y tế, ông Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đưa các cái văn bản giới thiệu cũng như ấn định giá 470.000 đồng đối với cái bộ kit test xét nghiệm của công ty Việt Á, mà theo các CDC địa phương cũng như giám đốc các bệnh viện lớn, người ta nói đó là một định mức giá có thể mua vào mà Bộ Y tế cho phép. Trong khi đó, C03 cáo giá cái giá 470.000 cho một bộ là một cái giá quá cao, và cái giá vừa kể nó bao gồm cả những cái giá được cho là những cái tiền hoa hồng lót tay cũng như kê khấu. Cụ thể, thưa quý vị, ngày 13 tháng 7 năm 2021, thì ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang Thiết bị và Công trình Y tế, đã ký một cái quyết định số 5583 giới thiệu cái bộ kit của công ty Việt Á với cái giá bán định mức 470.000 đồng áp dụng cho đơn hàng dưới 500.000 test, tức là cái số lượng mà các CDC hay bệnh viện lớn mua. Và theo các cơ quan chức của Bộ Y tế cho biết, từ cái sự giới thiệu và thúc ép của Bộ Y tế như vậy, hàng loạt các cái CDC cũng như các bệnh viện lớn trên cả nước đã buộc phải mua kit test của công ty Việt Á
với một cái mức giá rất cao. Vậy mà không hiểu lý do gì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long lại chối tội và cho rằng giá là do đơn vị sản xuất tự công bố, mà theo cơ quan điều tra C03 của Bộ Công an đã khẳng định cái giá vừa kể là mức giá công ty Việt Á đã dùng nhiều thủ đoạn để nâng khống lấy những khoản chênh lệch chia nhau. Và thưa quý vị, qua việc thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, ông Nguyễn Minh Tuấn được cho là một trong ba bị can bị khởi tố về cái vấn đề lợi dụng chức vụ để ép các CDC và các cái bệnh viện lớn mua cái test của Việt Á. Một cái câu hỏi đặt ra theo giới phân tích đó là liệu Vụ trưởng Nguyễn Minh Tuấn có dám qua mặt Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đề ký cái công văn này hay không? Và thưa quý vị, chúng tôi khẳng định chắc chắn là không. Mà nó có phải có sự đồng thuận của ông Bộ trưởng thì Vụ trưởng mới dám thừa lệnh để ký thay. Và đó là cái lý do theo giới phân tích bây giờ người ta bắt Bộ trưởng Nguyễn Minh Tuấn. Vậy đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long sẽ xử lý ra sao? Bởi vì chắc chắn 100% theo chúng tôi, ông Nguyễn Thành Long sẽ là người trực tiếp cho phép ông Nguyễn Minh Tuấn thừa lệnh để ký thay. Và thưa quý vị, trong status ai cho phép Vụ trưởng ký thay Bộ trưởng của nhà báo Phạm Việt Thắng, theo nhà báo Phạm Việt Thắng, ông Nguyễn Minh Tuấn với trưởng vụ trang thiết bị của Bộ Y tế vừa bị khởi tố bắt giam, cho tới thời điểm này là một cái quan chức to nhất của Bộ Y tế đã bị vào lò do một cái vấn đề Nguyễn Minh Tuấn là người trực tiếp ký một cái văn bản giới thiệu mua ký test của công ty Việt Á với một cái giá 470.000 đồng cho một kit. Nhà dư luận xã hội cũng như giới phân tích cho rằng nó là một cái văn bản ép buộc các CDC cũng như các cái bệnh viện lớn mua các cái loại kit test xét nghiệm của Việt Á. Sau một cái câu hỏi đặt ra, vậy ông Nguyễn Minh Tuấn Vụ trưởng ký theo lệnh của ai? Có thừa lệnh Bộ trưởng Nguyễn Thành Long hay không? Theo nhà báo Phạm Việt Thắng, ông Nguyễn Minh Tuấn muốn ký một cái văn bản đó thì chắc chắn 100% phải được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Y tế. Mà để kiểm tra việc này, theo nhà báo Phạm Việt Thắng, chả có gì khó khăn cả, cứ kiểm tra lại quy trình ban hành văn bản theo quy định là ra ngày, dấu vết còn sơ sơ ra đó. Và nếu như Vụ trưởng Nguyễn Minh Tuấn thừa lệnh, vậy thì người ra lệnh đó là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long có bị xử lý hay không? Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các cái chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.